nhìn người vây kín các bức tường. Họ dẫm đạp lên nhau để tìm cách leo vào trong. Một quang cảnh hỗn độn diễn ra trước mặt người Mỹ. Đêm trước, chính họ đã hứa sẽ trợ giúp cho 5.000 người di tản khỏi Việt Nam. Nhưng giờ đây, mọi thứ không thể kiểm soát nổi. Lính thủy đánh bộ trấn thủ trên bờ tường, xô đám đông trở lại dưới sự hỗ trợ của các họng súng máy được bố trí ở các góc tầng thượng. Tổng quân số lính thủy Mỹ còn lại đến ngày cuối cùng là 65 người. Những người làm việc cho chế độ Sài Gòn lúc ấy hiểu rằng người Mỹ đang bỏ rơi họ. Hoảng loạn và mất phương hướng. Tòa đại sứ Mỹ như một ốc đảo giữa biển người hỗn loạn. Xung quanh đó là những đợt sóng đầy phẫn nộ của dòng người di tản. Người Mỹ đã thua trong cuộc chiến này và đồng minh của họ giờ sắp mất hết. Những cuộc tháo chạy trong sợ hãi và tuyệt vọng. Sân bay Tân Sơn Nhất đã thất thủ. Giờ đây chỉ còn trực thăng là cất cánh được. Các chuyến bay đến và đi, gấp gáp và hối hả. Nhưng thời gian thì không còn nữa. Khi người ta nhận thấy trực thăng vẫn còn bay, người ta vẫn cố dẫm đạp lên nhau để leo vào trong. Ở ngoài khơi, máy bay trực thăng liên tục thả người xuống hàng không mẫu hạm. Nó trở nên quá tải tới mức mà người ta phải tiêu hủy các phương tiện vận chuyển khi nó không còn hữu dụng để dành chỗ cho người di tản. Đó cũng là thời điểm những người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Một kết cục hoàn hảo cho một cuộc chiến khủng khiếp. Nó cho thấy chúng tôi đã sai lầm. Đó là thời điểm tan vỡ, ảo tưởng về sức mạnh của nước Mỹ. Những chiếc trực thăng ních đầy người cất cánh từ nóc tòa đại sứ và rồi bị vứt bỏ một cách không thương tiếc sau khi hoàn thành sứ mệnh tháo chạy. Các tài liệu bị hủy một cách vội vã. Cánh quạt trực thăng quay tiếp và nó phơi bày những bí mật của nước Mỹ trước bản dân thiên hạ. Chúng tôi đốt hết những gì được cho là bí mật. Tiền cũng được gom lại, nhất là đô la, được khoảng 4,7 triệu. Màn đêm buông xuống, trực thăng được dẫn đường tới tòa đại sứ bởi mọi nguồn sáng mà người Mỹ có thể huy động được từ đèn xe hơi đậu ở sân. Vẫn còn 400 người bị kẹt ở đây. Họ ngồi đó kiên nhẫn chờ đến lượt, nhưng chúng tôi đã bỏ rơi họ. Một cuộc chiến Việt Nam thu nhỏ diễn ra ngay trong tòa đại sứ Mỹ. Những tuyên bố to tát và thực tế thất bại cay đắng. Đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời tôi lấy làm xấu hổ vì là người Mỹ. Nhưng từ Washington, cả thế giới lại được nghe một câu chuyện hoàn toàn khác. Các nhân viên của chúng ta đã rời Việt Nam mà không hề có bất cứ sự sợ hãi hay thiệt hại nào đáng kể. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả và trật tự vẫn được duy trì. Rồi Kissinger chợt phát hiện ra vẫn còn một nhóm lính thủy đánh bộ Mỹ rớt lại bên trong tòa đại sứ. Không còn trực thăng nữa, chúng tôi ngồi đó và hiểu ra rằng tình thế đang ngày một xấu đi với 11 người. Không còn chuyến bay nào nữa, tất cả đều tuyệt vọng. Những người lính leo lên nóc tòa đại sứ. Khi đó vẫn còn người cố leo qua tường để lọt vào trong. Nhưng ngay số phận bản thân, chúng tôi cũng không thể tự quyết định được. Nước Mỹ đã bỏ rơi tất cả. Cuối cùng thì sự trợ giúp cũng đến. Ít nhất là với riêng 11 lính thủy quân lục chiến Mỹ. Vào lúc 7 giờ 58 phút ngày 30 tháng 4, một chiếc trực thăng xuất hiện. Khi nhìn thấy con chim sắt ấy, chúng tôi mới biết mình đã được cứu thoát. Vài phút sau 8 giờ, những người Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam. Đó là chuyến bay lịch sử. Cuối cùng thì chúng tôi đã chấm dứt sự can thiệp của mình ở Việt Nam. Cảm giác thật là khó tả. Trong thành phố,
một số nơi đã xảy ra tình trạng hôi của, hỗn loạn và vô chính phủ. 10 giờ 24 phút ngày 30 tháng 4, Tổng thống mới nhậm chức 44 giờ trước, Dương Văn Minh đọc nhật lệnh trên đài phát thanh Sài Gòn yêu cầu tất cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải buông súng đầu hàng. Cùng thời gian này, xe tăng quân cách mạng bắt đầu tiến vào thành phố. Người dân đổ ra đường chào đón những người lính mang trên mình sứ mệnh giải phóng. 10 giờ 45 phút, chiếc xe mang số hiệu 843 húc thẳng vào cổng phụ của Dinh Độc Lập, nhưng nó bị kẹt lại ở đó. Một chiến sĩ giải phóng quân cầm cờ tiến thẳng vào tòa nhà. Cũng tại thời điểm đó, chiếc xe tăng 390 đã tiếp ứng, nó bẻ cua và hất tung cánh cửa chính. Đây là lần thứ tư chỉ trong vòng một tháng, Dinh Độc Lập có người kiểm soát mới. Nhưng không như những lần trước, quân giải phóng đã đến để ở lại nắm chính quyền, chứ không đi đâu hết. Vừa mới nhận chức tổng thống mới được 2 hôm nay, không? Do bây giờ là mình phải giữ trật tự. Này, bắt cầu AK nhớ lên, cầm cái cổ súng này. Tổng thống chế độ vừa sụp đổ bị dẫn giải sang đài phát thanh Sài Gòn. Ông đi cùng với các chiến sĩ quân giải phóng và ký giải Boris Gallas báo tấm gương của Đức. Cờ quân giải phóng tung bay khắp Sài Gòn. Sự sợ hãi về một thảm kịch tàn sát đã hoàn toàn biến mất. Tàn dư của chế độ cũ vương vãi khắp Sài Gòn. Đến lúc này, người Mỹ mới hiểu ra rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ giỏi duyệt binh và đảo chính quân sự. Gần đó, hàng trăm người vây quanh bức tượng lính thủy quân lục chiến nằm đối diện với tòa nhà quốc hội của chế độ cũ. Không lâu sau, nó bị giật đổ trong niềm phấn khích tột độ của người dân thành phố mới giải phóng. Bình yên của một thành phố đã bắt đầu. Không có cảnh chết chóc, hỗn loạn khi nhân dân và những người lính giải phóng làm chủ Sài Gòn. Trưa ngày 30 tháng 4 và nhiều ngày sau đó, người dân Sài Gòn đã xuống đường ăn mừng. Tướng Trần Văn Trà xuất hiện trong buổi trả lời báo chí. Hơn 117 năm đất nước chúng tôi mất quyền độc lập tự do. Nhưng kể từ ngày hôm nay, đất nước Việt Nam đã giành được trọn vẹn độc lập và tự do trong niềm kiêu hãnh của những người chiến thắng. Còn với những gì mà họ để lại ở Việt Nam, nước Mỹ trở thành những kẻ mạnh.